đam mê công nghệ thông tin ngay khi còn là cậu học trò ngồi trên ghế nhà trường. Nam đã nghe rất nhiều tập đoàn công nghệ nổi tiếng như Microsoft, IBM, Oracle, Sun Microsystems. Nam đã tìm hiểu nhiều đơn vị đào tạo công nghệ thông tin để hoàn thành ước mơ của mình như Đại học Bách Khoa, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công nghiệp. Và rồi, Nam lựa chọn NIIT ICT Hà Nội để hoàn thành giấc mơ đó vì thời gian học nhanh, môi trường đào tạo quốc tế, thực hành qua các dự án từ doanh nghiệp. Đặc biệt, nơi đây có sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp về đào tạo cũng như thực tập, thực tế. Vâng, Nam là một người NIIT ICT Hà Nội. Khi trở thành học viên của NIIT ICT Hà Nội, Nam đã chính thức khoác lên mình màu áo xanh, ba lô xanh đen như tiếp thêm cho mình niềm tin vào chặng đường phía trước. Ngày đầu tiên trước khi đi học, Nam lo lắng về chỗ ở để học tập thì được các cô hỗ trợ với các địa điểm như ở trong làng sinh viên, ở ngoài các xóm trọ. Và rồi, Nam lựa chọn ở trọ ngoài để thuận tiện đi lại. Trong thời gian học tại đây, các bạn được tham gia hoạt động đoàn thanh niên, các câu lạc bộ như văn nghệ, học tập, thể thao giúp các bạn giảm được áp lực học tập. Nam thích nhất là các hoạt động như đi tình nguyện, đi dã ngoại và tham gia câu lạc bộ học tập. Bởi ở câu lạc bộ, Nam sẽ học lại các kiến thức mà mình quên hoặc chưa nắm sâu. Khi đã học được một kỳ, đã có kiến thức nền tảng, các bạn cùng Nam được đi tham quan các doanh nghiệp phần mềm là đối tác của nhà trường như công ty cổ phần giải pháp Thiên Hoàng, công ty NTQ Solution, FPT Software, MISA. Qua đó, Nam và các bạn được thấy các anh chị làm việc như thế nào, được nghe các anh chị giới thiệu về nghề sau này, về những gì mình sắp được trải qua. Thật thú vị! Và một thời gian sau, Nam và các bạn được thi thực tập tại các doanh nghiệp đó, được làm những công việc thân quen ở môi trường thực tế. Trong thời gian này, có nhiều bạn được các doanh nghiệp ký hợp đồng làm thêm bán thời gian. Như Nam bây giờ cũng vậy, vừa đi học, vừa đi làm. Ngay trong thời gian thực tập, làm thêm này, có nhiều học viên đã được ký hợp đồng làm việc tại các doanh nghiệp sớm như anh Hoàng Ngọc Quý, Vũ Văn Mạnh. Các anh đã đi làm khi còn một kỳ nữa là kết thúc quá trình học. Thời gian này, các anh dành thời gian đi làm và học tập vào buổi tối tại trường. Dù chưa có bằng cấp, nhưng mức lương của các anh rất cao khi mỗi người đều trên 10 triệu đồng. Đó là con số lớn đối với nhiều người đấy. Ở đây, Nam và các bạn thường xuyên gặp gỡ các anh chị cựu học viên. Đa số, họ đang là CEO, team leader về trường, chia sẻ cho các bạn những kiến thức, kỹ năng hay những câu chuyện thực tế. Qua những buổi như thế, các bạn ai cũng mong muốn mình sớm thành công hơn nữa. Mà đặc biệt, có nhiều anh chị đi làm chưa cần lấy bằng vì ở ngành này, doanh nghiệp trả lương theo tay nghề. Về bằng cấp cuối khóa, khi hoàn thành thì các bạn có thể nhận chứng chỉ bằng trung cấp chuyên nghiệp liên kết. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng bởi như đã nói trên, các bạn đi làm thì bằng cấp không còn quan trọng nữa, nhưng đó là mốc đánh dấu cho các bạn trên con đường học tập. Còn bạn thì sao? Hãy lựa chọn đúng đắn nhé! Nếu thích công nghệ thông tin, thích lập trình thì có thể tham khảo hướng đi của Nam. Lựa chọn đúng, đi làm nhanh.